chương không một toàn dân xuyên qua lãnh chúa thời đại bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com vừa mở mắt đập vào mi mắt chính là xanh thẳm bầu trời cùng khoang thai bạch vân phương nguyên nằm trên đồng cỏ hắn rất nghi hoặc hắn đêm qua đánh xong trò chơi về sau liền trực tiếp lên giường đi ngủ đây làm sao buổi sáng hôm nay tỉnh lại liền xuất hiện ở đây rồi không kịp nghĩ nhiều phương nguyên từ trên đồng cỏ đứng lên về sau ngắm nhìn bốn phía một mặt mờ mịt hắn hiện tại vị trí là một mảnh bao la vô biên bình nguyên chung quanh mọc đầy tươi tốt cỏ xanh cùng hoa tươi cách đó không xa còn có vài đầu hình thù kỳ quái giả thú ngay tại khoang thai cúi đầu ăn cỏ mà phương nguyên bên cạnh cách đó không xa là một gian đơn sơ nhà gỗ nhỏ lúc này tất cả xuyên qua đến hỗn loạn đại lục nhân loại cũng nghe được một cái thần bí mà thanh âm uy nghiêm tại vang lên bên tai hoan nghênh đi vào hỗn loạn đại lục chiêu vị các lãnh chúa tương lai các ngươi nhiệm vụ chính là chiêu mộ nông dân thu thập tài nguyên chiêu mộ binh sĩ sau đó cố gắng phát triển lãnh địa của mình đi công thành đoạt đất cuối cùng thành lập thuộc tại đế quốc của mình nhưng là hiện tại các ngươi cần phải làm là đem hết toàn lực vắt hết óc sinh tồn được mời đối xử tử tế ngươi chỗ chiêu mộ nông dân cùng binh sĩ một khi ngươi nông dân cùng binh sĩ độ trung thành giảm xuống rất có thể sẽ phát sinh tiêu cực biến nhát cùng phản bội chạy trốn hành vi. Lãnh địa của ngươi ra ngoài 7 ngày bảo hộ kỳ, trong khoảng thời gian này ngươi sẽ không bị bất cứ sinh vật nào công kích cùng tập kích, ở vào tuyệt đối an toàn thời gian, còn thừa thời gian 6 ngày 23 giờ 40 phút. Số liệu hóa đã tải hoàn thành. Cuối cùng, chúc các ngươi may mắn. Nghe xong một loạt nhắc nhở về sau, Phương Nguyên cũng minh bạch mình bây giờ tình cảnh. Tự mình vậy mà xuyên việc rồi, hơn nữa còn trở thành một tên lãnh chúa còn muốn phát triển lãnh địa của mình phương nguyên mặt mũi tràn đầy chấn kinh hắn còn không có từ như thế rung động thông tin bên trong tỉnh táo lại đây hết thảy nghe đều để người khó mà tin được nhưng vô luận là cảnh tượng trước mắt vẫn là đột nhiên xuất hiện thanh âm thần bí đều để phương nguyên không thể không thừa nhận tự mình xuyên qua sự thật phương nguyên luôn cảm giác tình huống trước mắt càng lúc càng giống chiến tranh sách lược trò chơi bỗng nhiên Phương Nguyên trước mặt trống rỗng hiện ra một cái thần bí kim sắc quan đoàn. Hắn hiếu kỳ dùng tay đi đụng vào, kim sắc quan đoàn rơi vào Phương Nguyên trên tay, theo kim sắc quan mang tán đi. Một bản kiểu dáng cổ lão thư tịch xuất hiện tại Phương Nguyên trong tay. Phương Nguyên đem thư tịch lật ra, phía trên tự như là thủy mặt, hiện ra mấy cái văn tự. Lãnh chú chi thư, quyển sách này càng hẳn là gọi là sổ tay, cả quyển sách cũng liền so điện thoại lớn một chút, thư tịch hết thảy liền vài trang. Mỗi một trang phía trên nhất đều phân biệt viết. Tài nguyên, kiến trúc, chế tạo, chiêu mộ, kênh, thư tịch lật xem về sau, tự như là máy tính bảng, có thể tùy ý chỉ vào. Phương Nguyên trước hết nhất lật ra, tài nguyên, cái kia một tờ, đáng tiếc tài nguyên một cột biểu hiện vật tư là không. Mà kiến trúc cùng chế tạo cái kia một tờ đều biểu hiện thiếu khuyết bản vẽ, chiêu mộ một tờ thì không có cái gì. Phương Nguyên cũng không tiếp tục nhiều nghiên cứu, ngược lại lật ra kênh cái kia một tờ. Kênh chia làm kênh thế giới cùng tần số khu vực, tất cả lãnh chúa đều có thể ở phía trên phát bài viết, giao lưu, thậm chí còn có thể ở phía trên tiến hành giao dịch. Nhưng là mỗi cái lãnh chúa mỗi ngày chỉ có 10 lần phát bài viết số lần hạn chế. Mắt trước kênh thế giới còn không cách nào mở ra. Tần số khu vực có không ít người chính đang trao đổi. Không nghĩ tới ta vương nhị chó, sinh thời vậy mà xuyên việt rồi, quá tốt rồi ta rốt cuộc cáo biệt lấy trước kia thao đảng nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán a à. ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu ta muốn trở thành thế giới vương ta cũng không muốn đợi tại cái này địa phương cướp chim cũng không có có ai có thế tiễn ta về nhà nhà ta nguyện ý thanh toán hắn một ngàn vạn thù lao cứu mạng nha bên cạnh ta trong rừng rậm có đầu giống một đoạn xe lửa lớn như vậy mãn xà thật là khủng khiếp nha đây rốt cuộc là là thật hay giả sẽ không phải là cái nào đó tiết mục TV làm ra chỉnh người chương trình truyền hình thực tế a. À? tàu, đây hết thảy đều là thật. Ta vừa rồi ngay tại bên cạnh ta trong nhà gỗ nhỏ thử chiêu mộ một chút nhìn xem, kết quả một đạo bạch quan hiện lên, từ trong nhà gỗ đi tới ba cái gầy như que củi nông dân, bọn hắn còn xưng hô ta là lãnh chúa đâu. Hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta. Ai, đáng tiếc chiêu mộ nông dân không phải nữ, nếu không, hắc 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 đây là cái gì rác rưởi nông dân, để bọn hắn ra ngoài đi săn, vậy mà còn không đánh lại một con miên dương, ngược lại còn bị cừu non đụng đoạn mất một cái cánh tay. Má ơi, thế giới này động vật đều thật là khủng khiếp, con thỏ vậy mà có thế phun lửa, các ngươi ai dám tin tưởng. Có người đối với cái này thế giới xa là tràn đầy sợ hãi, muốn lập tức trở về. Còn có người thì là đối cuộc sống sau này tràn đầy chờ mong. Có người khủng hoảng, có người mừng rỡ cũng có người hưng phấn không thôi. Nhưng phần lớn người thì là đối tương lai sinh hoạt tràn đầy mê mang. Quan bế tần số khu vực, Phương Nguyên mặt sắc mặt ngưng trọng. Từ những người khác tao ngộ để phán đoán, bọn hắn hiện tại vị trí hỗn loạn đại lục cùng địa cầu là hoàn toàn khác biệt một cái thế giới. Nơi này sinh vật cùng trên địa cầu động vật có khác nhau rất lớn, muốn so trên địa cầu động vật nguy hiểm nhiều hơn phương nguyên cảm thấy hỗn loạn đại lục bên trên sinh vật rất có thể đều là ma thú nghĩ đến đây cái thế giới lại có xe lửa đồng dạng lớn mãn xà cùng biết phun lửa con thỏ phương nguyên cũng cảm giác tê cả da đầu hắn bây giờ tại một mảnh bao la rộng lớn bình nguyên bên trên chung quanh đều không có bất kỳ cái gì có thể che giấu địa phương nếu là ban đêm gặp đàn sói sư tử loại hình động vật quan bằng bên cạnh mình đơn sơ nhà gỗ nhỏ có thể ngăn cản không nổi Tân thua thiệt có 7 ngày bảo hộ kỳ, trong khoảng thời gian này, sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng các loại 7 ngày bảo hộ thời gian vừa tới đi, vậy coi như nguy hiểm. Phương Nguyên trên mặt biểu lộ viết đầy lo lắng. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm kiếm thức ăn cùng nguồn nước, trước phải giải quyết là vấn đề sinh tồn. Sau đó suy nghĩ thêm vấn đề an toàn. Sau đó thu thập tài nguyên, mau chóng thu hoạch được sức tự vệ. Phương Nguyên thu hồi lãnh chúa chi thư, đem nó giấu kỹ trong người về sau, đi hướng cách đó không xa nhà gỗ nhỏ. Bao la rộng lớn bình nguyên phía trên, nhà gỗ nhỏ lẻ loi trơ trọi dựng nên tại bình nguyên, lộ ra mười phần cô độc. Nhà gỗ nhỏ là dùng mấy khúc gỗ cùng tấm ván gỗ dựng mà thành, phía trên tùy ý thư thất che kín một tầng cỏ tranh, dùng để sung làm nóc nhà, chỉnh thể lộ ra phi thường đơn sơ. Làm phương nguyên nhìn chăm chú lên nhà gỗ nhỏ thời điểm, một nhóm tin tức xuất hiện. Một cấp giảng dị nhà gỗ, chủ thành, nhân khẩu. Không, năm, trữ vật. Một nghìn, có thế chiêu mộ. Nông dân, miễn phí, thăng cấp tài liệu cần thiết. Đầu gỗ một nghìn, tảng đá năm trăm, cỏ tranh ba trăm, dây gài hai mươi, phương Nguyên khẽ nhíu mày, đây là ta chủ thành sao. Cũng quá keo kiệt đi. Thở dài một hơi, phương Nguyên đi vào trong nhà gỗ nhỏ xem xét. Nhà gỗ nhỏ không chỉ có đơn sơ, hơn nữa còn rất nhỏ. Chỉ có 5-6 mét vuông diện tích, ngay cả cái giường đều bày không hạ. Trong phòng gốc trẻ, có một cái củ nát trương gỗ. Phương Nguyên mở ra xem, phát hiện bên trong đặt vào mấy thứ công cụ cùng một đống màu trắng quan đoàn búa đá hai đá đánh lửa một thùng gỗ một quốc đá hai một cấp binh doanh bản vẽ một một cấp nông trại bản vẽ một một cấp búa đá bản vẽ một một cấp quốc đá bản vẽ một thùng gỗ bản vẽ một dây gai bản vẽ một tổng cộng có 10 loại vật phẩm trong đó đại bộ phận đều là bản vẽ một nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả